Rồi, xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay lại cùng với mình nha. Số tổ đại hàng mình là 0355 356 356 nha nè. Mình đang ngay thị trấn Phước Cát, cách tỉnh Lâm Đồng nha. Bên mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ mới các loại nha, trao đổi mua bán. Anh em cần bán máy thì ra luôn cho mình, tới mình luôn. Còn mua máy thì cứ trao đổi thoải mái nha. Mình thì phụ kiện các kiểu đầy đủ hết nha. Mà quy định mua máy thì anh em vui làm cọc trước, cọc theo 50k cho những sản phẩm ở dưới 1 triệu. Còn những sản phẩm ở trên 1 triệu thì em làm cầm 100 ngàn tới 500 ngàn tùy theo cái máy giá trị cao thấp nha. Đa số tầm 3 triệu mới đổ lại thì 100 ngàn được rồi. Bằng hình thức chuyển khoản hàng hoặc anh em cọc thì cao đều được nha. Thì cao việc theo nha anh em. Thì máy bán ra mình bao test đổi trả anh em 1 tháng nếu lỗi máy bên mình. Còn những máy thì mình sẽ dán cường lực và kèm bộ sạc cho anh em. Tới nơi em cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền còn lại nha anh em. Đó, anh em yên tâm ha. Rồi, hôm nay giờ nữa xin giới thiệu bà con máy hôm nay nha. A01 còn, anh em còn alo nha. Con này thì RAM 26 thôi, máy zin nhỏ gọn, anh em cô chú lớn tuổi xài rất tiện nha. Con này để anh em 800 ngàn thôi, 800 kèm sạc, máy zin nhiều máy mới luôn, nó rất là keng nha, để anh em 800. Tiếp theo là Samsung A10 RAM 232 màn 6 inch 4 ngàn, vỏ đẹp, kính đại giác cường lực rồi, chức năng full nha. Con này để anh em giá 1 triệu 1, con này như mới hết pin. A10 1 triệu 1 nha. Ri 6 cộng màn hình 6 inch RAM 332, pin con này là 3000. RAM 332, con này lưng sau thay mới rồi nè. Chức năng ok. Màn sáng đẹp nha. Ri 6 cộng RAM 332, con này 1 triệu 3. Y71 Vivo cam sao M nha. Cam sao M. RAM 3 bộ nhớ 16, màn hình 6 inch. Màn hình trước thì ok đẹp. Con này để anh em giá 700 ngàn thôi. 700 ngàn bằng giá màn hình thôi anh em. Vivo Y71 lưng hơi xấu. Oppo F3 RAM 464 màn hình 5.5 và pin con này là 3200. Máy đẹp, lưng sau thay mới keng. Chức năng ok mà sáng rõ. Oppo F3 RAM 464, con này để anh em giá 1 triệu 2. 1 triệu 2 nha anh em. Khá là đẹp. Vivo Oppo A1K RAM 232 pin 4230, màn hình của này thì 6 inch 2, chức năng ok chúng chính nha. A1K 1 triệu 1 nha em, con này thì 1 triệu 1 ha. Mình giới thiệu nhanh gọn thôi, anh em cứ theo dõi kỹ ha. A1K 1 triệu 1. G7 Pro, con này lưng sau còn nguyên của nó, màn thay mới, RAM 3 hồi nhớ 32, màn hình 5.5, pin con này là 3600 nha. Chức năng ok 1 triệu 1 ha, quá là bèo. Mấy con này ngày xưa cũng ra khá là mất tiền, nay nó về giá trị của nó là quá thấp luôn, 1 triệu 1. Vinsmart Star 5, con này riêng nguyên của Vinsmart ha, màn hình 6.52, RAM 332, pin 5000, giải trí cũng còn thoải mái. Con này Star 5, con này để anh em 1 triệu 4, 1 triệu 4 nha anh em. Chức năng bao mượt mà nha. Ok. Tiếp theo là con Vivo S1 Pro của Oppo. Máy còn khá là đẹp, màn hình 6.38, RAM 8 128GB, pin 4500. Con này RAM 8 được anh em. Khá là mạnh nha. Màn thì ở ngay cần nhẹ góc trên. Mình chơi màn đen cho đẹp luôn. S1 Pro 128GB, 2 triệu 6. A93 máy riêng nguyên đẹp, màn hình 6.43, RAM 828, pin 4000, lưng sườn viền các kiểu ok chuẩn chỉnh. Đó. A93 mọi chức năng là nguyên hết ha, màn sáng đẹp. Đó. Ok, 3 triệu tròn. Vivo Y11 lưng sau hơi xấu nha, màn hình 6.4, RAM 628GB, pin 3400, lưng sườn viền sau thì hơi xấu, màn thì đẹp rồi, mà thì dán kính thì là còn khá là mướt. V11 con này thì giá rẻ thôi, 1 triệu 4 thôi, nhưng mà 128GB, anh em lưu trữ dữ liệu thoải mái luôn. A55 Oppo nguyên zin lưng sau nhâm, màn hình 6.5, RAM 464, pin 5000, mà bị đẹp keng luôn, đại dán kính rồi, máy bao mượt mà cho em. Con này thì 2 triệu rưỡi thôi nè, 2 triệu rưỡi nha. A55 Oppo. A31
máy đẹp luôn, 6.4 RAM 628 pin 5000. Chức năng ok. Full chức năng. 128GB. Con này là con Samsung A31, giá 29 nha. 2.9 triệu nha. Máy khá là đẹp. Oppo F11 màn hình 6.5 RAM 664 pin 4000. Lưng sườn viền đẹp. Lưng sau là nắp sau hồi xước nha. Kính đẹp nha, RAM 6 bộ nhớ 64. Máy ok luôn, chỉ có 1.9 triệu thôi. Samsung A9 2018 này. Con này RAM 628GB khá là mạnh. Lưng sườn viền kính đẹp, màn ring theo máy. A9. Khá là mượt mà, không ám ố gì hết nha. Máy đẹp nha. 2.5 triệu. Một con Renault 4, con này thì cái nắp thay mới rồi nè anh em đó. Keng luôn. Màn hình 6.4 RAM 828 pin 4.5 nha. Để anh em giá 3.3 triệu. 3.3 triệu Renault 4 nha. Samsung A71 màn hình 6.67 RAM 828 pin 4.5. Máy quá là đẹp luôn. Chip Snap là 730, chơi game mượt ha. Máy mát. A71 để anh em giá 38. Đây nè. A71. Máy thì khá là mượt, con này xài quá mượt mà luôn. Và tổng thể máy thì còn quá là kẹt. 3.8 triệu. Tiếp tục là con LG V60. Con này chip Snapdragon 865 này, quá mạnh luôn này. RAM 828 màn hình 6.8 nha. Pin 5000, kính trước vỡ ha, mình chưa ép. Còn nguyên máy của nó luôn. Này coi lưng này nè. Đó, lưng quá là chuẩn luôn. LG V60. Lưng xe hơi mình giá lại luôn. Đó, con này thu sao bán vậy. Máy còn khá đẹp. Chỉ có kính vỡ mình chưa ép thôi. Rồi. V60 thiên quy 5G. RAM 828 mà chip đặc biệt là chip 865 chạy rất là mượt. Xá rẻ cho anh em nha, 3.5 triệu thôi. Còn để anh em giá 3.5 triệu nha. Quá là chuẩn nha. Một con Samsung A70. RAM 628GB. Máy khá là mượt. Lưng sườn viền có xuất sắc nhẹ. Màn ring đẹp. Chức năng ok. Con này để anh em giá 28 nha. A70. RAM 628GB. 2.8 triệu. Con này là Oppo F11 Pro. Màn hình thì 6.5 triệu. RAM 628 pin 4000. Sườn viền có xuất sắc. Lưng nhầm nhầm nhọp lưng. Kính đẹp. Chưa thay vỏ nó còn nguyên của nó luôn. F11 Pro. Con này bán RAM cao, RAM 628GB. 2.2 triệu nha nè. S20 Ultra Samsung. Kính cam sao hơi trời. Lưng đẹp. Màn hình 6.9 luôn, RAM 12GB, bộ nhớ 128 pin 5000. 128 và RAM 12GB. Màn dán kính rồi. Mình dán bằng keo trong. Con này tất cả chức năng đều full hết, không bị hết, mỗi cam 1x hơi mờ thôi. Cái camera 1x á, hơi mờ nha anh em. Đó. Còn tất cả đều ok hết ha. Đó. Chỉ vậy thôi. Cam trước thì siêu rõ rồi. S20 Ultra LTE 2 SIM. Con này để em giá 5.2 triệu, RAM 12GB. Samsung A52, màn hình 6.5 inch, RAM 8/128, pin 4.5. Mấy chức năng đều full hết nha. Sườn viền đẹp nha. Màn thì dán kính cường lực rồi. Trăm 28GB. Sáng đẹp. A52 5G. Chức năng thì ok. Con này để em giá 37. 3.7 triệu nha. Cào ra lô cho mình. Renault 7 5G, màn hình 6.4 RAM 8, bộ nhớ 256GB, pin 4.5. Máy đỉnh, chất lượng cao. Oppo Renault 7 5G, đời mới ha. 256GB nè. Đó, anh em chụp hình thoải mái luôn, RAM 8 cộng 6 là 14GB luôn.
màn hình này cháu 63, tất cả chức năng đều ok. Con này đến 552 nha. Rồi clip này xin tạm biệt ở đây, thằng ấy chào cả nhà. Anh em xem clip nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh của mình nha. Thằng ấy chào anh em, hẹn em clip ngày mai.